tối ngày 15 tháng 11 năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, huyện ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Quốc trang trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang là đô thị loại 2. Phú Quốc là huyện đảo tiền tiêu phía tây nam của Tổ quốc, có diện tích 589 km2 với 27 đảo lớn nhỏ. Trong đó, đảo Phú Quốc là đảo lớn nhất Việt Nam với diện tích 567 km2, dân số 108.000 người, đơn vị hành chính có 8 xã và 2 thị trấn. Với vị trí địa lý và tài nguyên được thiên nhiên ban tặng, Phú Quốc được ví như một Việt Nam thu nhỏ với sự hội tụ đầy đủ của biển, sông, suối, núi, rừng và những đặc sản nổi tiếng trong nước và thế giới như nước mắm, hồ tiêu, v.v. đã tạo cho Phú Quốc có sức hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư và du khách. Lợi thế đó càng được phát huy hơn và đánh dấu mốc quan trọng vào ngày 5 tháng 10 năm 2004 khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 178 phê duyệt đề án tổng thể phát triển đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 theo hướng trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng sinh thái chất lượng cao, tầm cỡ khu vực và quốc tế. Qua hơn 10 năm thực hiện quyết định 178 của Thủ tướng Chính phủ, Phú Quốc đã có bước phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực và đúng định hướng. Kinh tế đạt mức tăng trưởng cao và ổn định, bình quân hàng năm hơn 22%, huy động vốn đầu tư toàn xã hội năm 2014 ước đạt 7.000 tỷ đồng, gấp 8,75 lần năm 2005. Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 ước đạt 82,5 triệu đồng trên năm, gấp 9,9 lần năm 2005. Hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu đã được đầu tư và đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả. Cảng hàng không quốc tế, cảng biển, các tuyến đường trục, đường vòng quanh đảo, điện cấp ngầm xuyên biển, nâng cấp hồ nước và công suất cấp nước. Các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, xây dựng, vận tải phát triển nhanh, công tác bảo vệ tài nguyên rừng, tài nguyên biển, tài nguyên du lịch và vệ sinh môi trường được chú trọng, văn hóa xã hội được quan tâm và tiếp tục phát triển, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng được củng cố, tăng cường. Mặc dù là được quan tâm đầu tư, tuy nhiên là cái sự đầu tư đó cũng chưa được đồng bộ, chưa được tập trung. Hiện nay chúng tôi còn gặp khó khăn rất là nhiều. Ví dụ như hiện nay là cái bộ mặt đô thị cần phải chỉnh trang nhiều. Ví dụ như đường xá cần phải xanh sạch đẹp hơn, cây xanh phải nhiều hơn. Đặc biệt là cái việc thu gom xử lý rác thải và xử lý cái nước thải Phú Quốc là hiện nay đang là cái vấn đề mà chúng tôi đáng quan tâm nhất. Hiện nay cũng đã có nhiều cái dự án. Tuy nhiên thì đến thời điểm này thì những cái dự án này cũng đang trong quá trình triển khai lập dự án. Và hướng tới thì có nhiều những cái dự án cần những cái nguồn vốn lớn như là vốn ODA, vốn tài trợ của các nhà đầu tư nước ngoài thì để triển khai một số cái dự án như là nhà máy xử lý rác thải, rồi kể cả cái việc thu gom rác thải, đặc biệt là cái nhà máy xử lý nước thải để đảm bảo tất cả khi mà nước thải ra môi trường, thải ra sông, thải ra các bãi biển thì đều phải đạt cái tiêu chuẩn theo quy định. Bên cạnh đó hiện nay chúng tôi gặp khó khăn về cái nguồn nhân lực, đặc biệt là cái nguồn nhân lực để mà phục vụ cho cái dịch vụ du lịch hiện nay cũng đang thiếu và yếu. Với những kết quả đầu tư và phát triển toàn diện đúng định hướng, Phú Quốc thật sự trở mình, lộ rõ hình hài của một đô thị, thành phố biển đảo xinh đẹp, hiện đại, phát triển, gắn kết với bảo vệ cảnh quan, môi trường.